Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay á, mình muốn giới thiệu một chút là về đường phố của thành phố Sydney á, vào ngày thứ hai đầu tuần. Mà theo những người trong gia đình nói á, hôm nay là đường vắng lắm rồi đó, đi chơi là thoải mái, thuận tiện lắm. Mà theo mình á, là mình cũng thấy là phố xá đông đúc quá mấy bạn ơi. Có những đoạn mà xe quá trời xe à. Xin mời các bạn cùng đi theo gia đình mình nha, đi lòng vòng thành phố Sydney nha mấy bạn. Mình không có vô khu trung tâm đâu đó, đi vòng ngoài thôi mà vẫn thấy quá là đông. Cũng may á, là mấy ngày mình qua là thời tiết rất là đẹp mấy bạn. Trời nắng đẹp vậy đó, cho nên đi vòng vòng chơi rồi quay phim cảnh phố xá các bạn xem. Các bạn thấy thích thì like nha mấy bạn, và chia sẻ cho những người khác cùng xem với. Cảm ơn các bạn nhiều. SUV. Ừ, mà cái con SUV của Mỹ, con SUV mà cái chậm tiếp lớn hơn xíu.
nãy ngoài chỗ bãi biển không thấy bán cà phê hết. Ở thành phố lớn mà giờ này giờ tan tầm nữa má, giờ tan tan làm, dạ dạ tan sở. Lớp 3 giờ trở đi trường học. Rồi trường học bữa nay nghỉ rồi, học sinh đó đó bữa nay nghỉ tùy trường chứ. Tùy trường tôi nghỉ hết vậy, còn ngày thứ hai mà vẫn đông xe quá chừng, xe không là xe. Dạ, đường này ra phi trường. Tên là gì ba? À, King Ford. King George. Thứ hai đó mà cũng đông xe quá chừng là coi. Thank you.
nhưng mà bữa nay là thấy nóng lại, tức là trời ngày hai hôm nay là ấm nè, ấm quá chừng. Thế nó ra đường thấy nó mặc sexy này biết rồi. Dạ. Giờ này đi làm về ha, tan tầm rồi.
chiếc xe dễ sợ không, dài thần hồn.